Thưa quý vị và các bạn, đan chổi đót vốn được xem là nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc ít người tại xã Hưởng Lộc, huyện Hướng Hóa. Tuy nhiên, trải qua thời gian, nghề truyền thống của người dân ở đây đang bị mai một. Trước thực tế đó, một nhóm các em học sinh tại trường phổ thông dân tộc bản trú tiểu học và trung học cơ sở Hưởng Lộc đã thành lập nhóm giữ gìn và phát triển nét đẹp đan chổi đót của đồng bào Vân Kiều ở Hưởng Lộc. Tranh thủ giờ nghỉ và những ngày nghỉ cuối tuần, các em học sinh trong nhóm giữ gìn và phát triển nét đẹp đan chổi đót của đồng bào Vân Kiều ở Hưởng Lộc lại tranh thủ ngồi cùng nhau đan chổi. Hồ Phát Sư và Hồ Thị Quyền, lớp 9A trường phổ thông dân tộc bản trú tiểu học và trung học cơ sở Hưởng Lộc là hai học sinh tạo ra ý tưởng thành lập nhóm. Từ ý tưởng đến thực tiễn, sản phẩm của các em làm ra với sự hỗ trợ của thầy cô đã nhanh chóng lan tỏa rộng rãi. Chính ý tưởng này đã đem đến cho những cô cậu học trò này nguồn thu nhập và hơn thế nữa. Gia đình em là nghề đan chổi đót và nhưng gặp khó khăn trong đầu ra, nhận thấy được khó khăn đó nên em thành lập nhóm đội để hỗ trợ trong việc bán sản phẩm qua sự hỗ trợ của thầy cô và giúp cho các bạn học sinh có thêm việc làm và đặc biệt là tiếp nối nghề truyền thống của cháu có từ muôn đời trước. Điều mà em cảm thấy phấn khởi nhất là vì nhờ sự hỗ trợ của thầy cô mà sản phẩm của em được lan tỏa ở nhiều nơi. Điều đặc biệt mà em cảm thấy phấn khởi nhất là từ sản phẩm mà các bạn làm ra, chúng em đã tích được một phần chi phí để hỗ trợ khẩu phần ăn cho các em lớp 1-2-3 ở lại trưa tại trường. Từ ý thức tâm huyết với việc giữ gìn nghề đan chổi đót truyền thống của quê hương, vừa qua với sự đồng hành của thầy cô giáo cùng nhà trường, hai em học sinh Sư và Quyền đã đưa đề tài bảo tồn và phát triển nghề đan chổi đót truyền thống của đồng bào Vân Kiều Pa Cô ở xã Hưởng Lộc dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cơ sở cấp huyện năm học 2022-2023, xuất sắc vượt qua 33 đề tài khác, đứng thứ nhất toàn huyện và chuẩn bị đi thi tỉnh vào tháng 1 năm 2023. Nhìn thấy ý tưởng của các em là muốn giữ gìn và phát triển nghề đan chổi đót của đồng bào dân tộc mình. Nên là chúng tôi đã cùng đồng hành với các em, hỗ trợ các em về đan, kết nối để mà tiêu thụ sản phẩm, giúp cho người dân và các em học sinh có cái đầu ra, tăng thêm cái thu nhập. Thì với cái ý tưởng đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các em phát triển cái nghề là mấy trái đan lát ở địa phương mình. Đối với đồng bào Vân Kiều Pa Cô tại huyện miền núi Hưởng Hóa, cây đót vốn được xem là lộc rừng đem lại nguồn thu nhập đáng kể. Hiện nhóm giữ gìn và phát triển nét đẹp đan chổi đót của đồng bào Vân Kiều ở Hưởng Lộc tại trường phổ thông dân tộc bản trú tiểu học và trung học cơ sở Hưởng Lộc có 25 thành viên là học sinh tại trường. Ngoài học hỏi để duy trì cách làm một cách thuần thục, các em còn góp sức cùng người dân trong vùng trồng đót ở những khu vực vành đai để duy trì nguồn nguyên liệu.